cô gái hot nhất Thanh Hóa, tung tin người khác nhiễm HIV bị xử lý thế nào? Học sinh lớp 6 ngồi ghế giáo viên, phụ huynh xin chuyển lớp. Sau cuộc gọi đe dọa, tài khoản của người phụ nữ bay màu 315 triệu đồng. Nghi án bắn người yêu rồi cố thủ trong nhà nghỉ. Cận cảnh hình ảnh thả nhóm con tin đầu tiên của Hamas. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp 18:30 trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Hôm nay 25 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc tỉnh về việc tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Qua đánh giá công tác phòng chống tham nhũng những năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhận thấy có một số nhiệm vụ theo tiêu chí của Bộ chỉ số chưa được các cấp, các ngành thực hiện tốt như việc thực hiện công khai, minh bạch. Để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng thời gian qua. Trong thời gian đến nghiêm túc rà soát tất cả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng nhằm cụ thể hóa bằng văn bản chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương một cách kịp thời, đúng nội dung, trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo việc khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Liên quan đến việc chị VTC, ngụ xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, bỗng dưng bị tung tin đồn nhiễm HIV. Hiện tại các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ, truy người đã tung tin đồn thất thiệt về chị C để xử lý theo quy định. Trường hợp tìm ra người đã tung tin thất thiệt về chị C thì việc xử lý có thể xử lý như phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ cho người khác biết việc một người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp thực hiện việc phản hồi thông tin trong hoạt động giám sát dịch tễ học HIV-S và thông báo kết quả xét nghiệm HIV theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi công khai tên, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp thực hiện việc phản hồi thông tin trong hoạt động giám sát dịch tễ học HIV-S và thông báo kết quả xét nghiệm HIV theo quy định của pháp luật. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm HIV, thành viên gia đình người nhiễm HIV và cải chính thông tin công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nơi người nhiễm HIV sinh sống liên tục trong 3 ngày theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp người nhiễm HIV không đồng ý xin lỗi công khai. Trong trường hợp hành vi tung tin đồn thất thiệt về người khác xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người đó thì người có hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống. Hôm nay 25 tháng 11, trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Con Đào, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum đã đồng ý cho em T, học sinh lớp 1A của trường được chuyển lớp. Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước bức ảnh chụp tại trường tiểu học Lê Hồng Phong ghi lại hình ảnh một bé gái đang ngồi trên ghế giáo viên trong giờ học, kèm theo nội dung: "Đây là học sinh lớp 1, cô giáo chủ nhiệm bỏ lớp không dạy, đưa con gái lớp 6 lên ngồi dạy. Em T là học sinh đứng trên bục giảng, cạnh bàn giáo viên." Trao đổi với báo Người Lao Động, phụ huynh của em T nói lý do xin chuyển lớp là sau khi hình ảnh con trai bị xuất hiện khiến nhiều người hỏi và gia đình muốn được chuyển lớp để cháu có tâm lý thoải mái hơn. Sau khi bức ảnh được lan truyền, trường tiểu học Lê Hồng Phong đã yêu cầu những người có liên quan làm bản tường trình lại nội dung vụ việc. Qua đó, đã xác định có sự việc con gái của cô HTC, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A vào trong lớp, ngồi trên ghế giáo viên trong giờ học sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 11. Cô giáo HTC đã giải trình rằng, sáng ngày 2 tháng 11, khi dạy xong phần bài mới thì cô này đã giao bài cho học sinh luyện viết. Riêng có một học sinh đọc chưa tốt nên cho luyện đọc trên bàn giáo viên. Sau đó, cô giáo HTC đi ra ngoài thì con gái đi học về, ghé tìm mẹ lấy chìa khóa nhà. Khi vào lớp không thấy mẹ nên đã tự ý đi vào lớp, ngồi lên ghế giáo viên. Lãnh đạo Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Hát, ngụ xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn về việc bị lừa mất nhiều tiền. Theo trình bày của bà Hát, khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 11, bà nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, tự xưng là thiếu úy Hồ Minh Chí, công tác tại Công an tỉnh Bình Định, với nội dung thông báo bà Hát để lộ thông tin căn cước công dân liên quan đến đường dây ông mua bán ma túy. Để chứng minh tài khoản của bà Hát trong sạch, Chí yêu cầu bà Hát ra ngân hàng nộp 500 triệu đồng vào số tài khoản Kiên Long Bank 00002 57447, chủ tài khoản Hồ Bảo Toàn.
Bà H than không đủ tiền, Chí nói sẽ chuyển hồ sơ ra Bộ Công an và tạm giam bà. Quá lo sợ, ngày 13 tháng 11 và ngày 15 tháng 11, bà H đã chuyển tổng cộng 315 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. Theo Công an tỉnh Bình Định, tình trạng lừa đảo với các chiêu trò cũ qua không gian mạng vẫn tiếp tục xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh. Hôm nay 25 tháng 11, cơ quan chức năng huyện Đắk Mưu, tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục làm rõ vụ việc người đàn ông nghi dùng súng, dao đe dọa, ép người phụ nữ uống dung dịch, nghi thuốc cỏ cháy. Thông tin ban đầu, một người đàn ông tên PNH, sinh năm 1984, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, rủ chị NTNL, sinh năm 1993, ngụ huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, đến nhà nghỉ thuộc thị trấn Đắk Mưu, huyện Đắk Mưu. Tại phòng nghỉ, H cầm súng và dao đe dọa, ép chị L phải uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh lá cây. Trong lúc sợ hãi, chị L uống một ngụm nhưng nhổ ra ngay. Thế vậy, H nổ súng nên chị L bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó, H tiếp tục đạp cửa xông vào và nổ súng trúng vào tay của chị L. Nghe tiếng động, chủ nhà nghỉ đã mở cửa phòng thì chị L chạy thoát ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu. Riêng H cố thủ ở trong phòng rồi tự uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh và cầm dao đe dọa những người mở cửa. Nhận tin báo, công an thị trấn Đắk Mưu tới hiện trường khống chế, đưa H đưa đi cấp cứu. Sau đây là những thông tin nổi bật trong nước chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hôm nay ngày 25 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thạch Thị Siên Nê, 39 tuổi, ngụ phường 9 thành phố Trà Vinh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Siên Nê tổ chức nhậu tại nhà cùng với những người bạn, sau đó ông Kiên Nhẫn, 41 tuổi là chồng của Siên Nê, đi làm về thấy Siên Nê đang nhậu với người bạn nhưng không tham gia mà bỏ vào trong nhà. Thời điểm đó giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Trong lúc có rượu, Siên Nê dùng búa tấn công ông Nhẫn và được mọi người can ngăn. Một lúc sau, ông Nhẫn dọn đồ lên xe bỏ nhà, đi được một đoạn nhưng do quên mang theo tiền nên quay lại lấy. Lúc này Siên Nê dùng dao chạy đến tấn công chồng liên tục. Ông Nhẫn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến vài ngày sau thì ông đã tử vong. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân ông Trần Quang, sinh năm 1968, trú khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước tử vong. Thông tin ban đầu, vợ ông Quang đang ở nhà dưới thì nghe mùi khét và phát hiện lửa cháy trên gác nên chạy ra ngoài hô hoán. Ngay sau đó, người dân địa phương chạy đến dập lửa, đồng thời gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó phát hiện ông Quang đã tử vong. Tại đoạn đường nối giữa đường D15 và đường D2, khu công nghệ cao phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, dù được lực lượng chức năng rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, hố sâu và không phận sự miễn vào, nhưng nhiều quái xế, trong đó không ít trẻ chưa thành niên, vẫn chọn khu vực này làm đường đua. Có những tay đua không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, liên tục chạy xe tốc độ cao, bốc đầu từ 3 đến 7 giây rồi nhanh chóng rời đi. Đáng nói là rất nhiều người dân đến xem, thậm chí cổ vũ. Bên cạnh đó, những quái xế này tuổi đời còn rất trẻ. Lãnh đạo khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị chỉ quản lý đến hết đường D15. Khoảng đất rộng thường được biểu diễn mô tô là đoạn đường được đóng lại để chờ kết nối với đường vành đai 2 do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Vị này cho biết, việc biểu diễn mô tô đã xảy ra trong một thời gian dài và đơn vị đã nhiều lần phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt. Tuy nhiên, do địa bàn rộng và vắng nên khó xử lý. Thời gian gần đây, nhiều chủ xe ô tô bị bảo vệ tại các tòa nhà chung cư, khu đô thị khóa bánh xe khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Việc khóa xe ô tô được phép hay không, về nguyên tắc là đảm bảo hạn chế tình trạng đỗ xe bừa bãi, không đúng nơi quy định của chủ xe. Hiện nay, vẫn đang còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khuyến cáo việc bảo vệ tại các khu chung cư, khu đô thị khóa bánh xe là điều bất đắc dĩ, nhằm hạn chế tình trạng đỗ xe trái phép tại khu vực chung cư, khu đô thị. Song, điều này khiến chủ xe gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và gây bức xúc cho họ. Do đó, khi gặp những trường hợp này, bảo vệ cần phát hiện kịp thời, nhắc nhở, giải thích cho chủ xe, cần thiết thì báo về ban quản lý nhà chung cư hoặc cơ quan có thẩm quyền để có phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả. Đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo chậm hoãn thanh toán gốc lãi trái phiếu trong 11 tháng của năm nay, trong đó nhiều nhất là ngành bất động sản. Báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán MB vừa phát hành cho thấy tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, giảm 32% so với tháng trước. Hoạt động phát hành chậm dần từ tháng 9 năm 2023.
Từ đầu năm đến nay, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 109.600 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 47% so với tổng giá trị. Xếp sau là nhóm ngành bất động sản với tổng giá trị phát hành 73.100 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 31%. Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp có phần chững lại trong các tháng gần đây. Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam VBMA cho biết, từ nay tới cuối năm, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 35.658 tỷ đồng và 39% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản. Thông tin quốc tế nổi bật sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas trên dải Gaza, các hãng truyền thông cho biết 25 con tin vừa được thả, trong đó có 12 con tin Thái Lan và 13 người Israel. Những con tin này đã được giải thoát khỏi dải Gaza và đưa về Israel. Theo AP, tổng cộng 50 con tin mà Hamas đang giam giữ và 150 tù nhân Palestine trong nhà tù Israel sẽ được trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày do Qatar làm trung gian. Các bên tham gia thỏa thuận thông tin việc tạm ngừng xung đột còn nhằm hỗ trợ trong hoạt động nhân đạo. Gaza cho biết Israel đã đồng ý tạm dừng hoạt động trên không ở phía bắc dải Gaza từ 10 giờ đến 16 giờ giờ địa phương mỗi ngày trong thời gian ngừng bắn. Các tổ chức viện trợ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp tăng cường hoạt động vận chuyển nhiên liệu và vật tư tới dải Gaza. Israel đã cho phép vận chuyển 130.000 lít nhiên liệu tới dải Gaza mỗi ngày trong thời gian ngừng bắn. Trong ngày 24 tháng 11, đã có 4 xe bồn chở nhiên liệu và 4 xe chở ga nấu ăn đã vào Gaza. Cơ quan y tế ở dải Gaza thống kê hơn 13.300 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra. Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SBU Vasyl Maliuk vừa khẳng định cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea hồi tháng 7 đã làm đảo ngược hoạt động hải quân của Nga. Theo ông Maliuk, vụ tấn công làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động trên cây cầu dài 19 km của Nga, buộc quốc gia này dùng phà để vận chuyển vũ khí. Ông Maliuk cho biết thêm, cuộc tấn công nêu trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tán thành có sự tham gia của 5 máy bay không người lái Sea Baby được điều khiển từ Kiev. Nga cho biết vụ tấn công đã giết chết 2 người trên cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Giao thông trên cầu đã trở lại, dù công việc sửa chữa vẫn đang được tiến hành. Bên cạnh Crimea, chiến dịch phản công của Ukraine cũng nhắm vào nhiều mục tiêu Nga, bao gồm trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Tổng thống Zelensky tháng này tuyên bố Kiev đã giành được thế chủ động từ Moscow trên Biển Đen và nhờ sử dụng máy bay không người lái, hải quân Ukraine đã buộc hạm đội hải quân và tàu chiến của Nga rút lui. Ở một diễn biến liên quan khác trong xung đột Nga-Ukraine, Nga ngày 24 tháng 11 cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về ý định lập khu vực Schengen quân sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Liên minh NATO trước nay luôn coi đất nước chúng tôi là kẻ thù trên danh nghĩa. Bây giờ họ coi đất nước chúng tôi là kẻ thù rõ ràng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Giám đốc Hậu cần của NATO ở châu Âu, ông Alexander Sonfrank kêu gọi các quốc gia trên lục địa này thiết lập khu vực Schengen quân sự nhằm cho phép di chuyển nhanh chóng binh sĩ và khí tài trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Theo ông Peskov, lời kêu gọi này chẳng khác gì lời xúi giục leo thang căng thẳng ở châu Âu với nhiều hệ lụy tiềm tàng. Ông Peskov nhấn mạnh, trong trường hợp này, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, chính NATO đang liên tục di chuyển cơ sở hạ tầng của họ đến gần biên giới với chúng tôi. Chúng tôi không tiến đến cơ sở hạ tầng của NATO, chính NATO đang tiến về phía chúng tôi. Điều này không thể không gây ra những nỗi lo dành cho chúng tôi, buộc chúng tôi triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an ninh. Thành phố Verni của Ý dự kiến bắt đầu thử nghiệm thu phí khách tham quan và giới hạn du khách đến các kênh đảo nổi tiếng từ tháng 4 năm 2024. Chính quyền Verni hôm 23 tháng 11 cho biết động thái này nhằm mục đích quản lý số lượng khách trong các ngày nghỉ lễ mùa xuân và một số ngày cuối tuần của mùa hè, thời điểm du khách đạt mức cao nhất. Theo hãng tin Reuters, chương trình này sẽ được áp dụng từ 25 tháng 4 năm 2024 đến giữa tháng 7 năm 2024. Thời gian mỗi ngày là từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ. Du khách sẽ phải đặt lịch tham quan trực tuyến với mức phí 5 euro, khoảng 132.000 đồng và nhận được một mã QR. Sau đó, mã QR này sẽ được quét để cho phép họ ra vào các khu phố cổ lịch sử của thành phố. Khách du lịch dưới 14 tuổi vẫn cần đăng ký đặt chỗ nhưng sẽ được miễn phí tham quan. Những người không tuân thủ quy định trên sẽ bị phạt từ 50 đến 310 euro. Chương trình nói trên sẽ không áp dụng đối với các hòn đảo nhỏ hơn như đảo Murano, nơi nổi tiếng với ngành sản xuất thủy tinh. Những người sinh sống ở Verni cũng như sinh viên, công nhân và người có nhà trong thành phố không cần phải đăng ký và được miễn phí tham quan. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!